Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Một trong những cái hãng mà tất cả những cái hãng mà sản xuất xe đạp của Nhật Bản, như là chúng ta thường biết đến như là Fuji này, Bridgestone hay là Panasonic, thì đều cảm ơn chị Thanh Nguyễn, thì đều rất là tốt và nổi đứng nhất nhì trong số đó, thì có kể đến là Bridgestone hay là Panasonic. Thì cái dòng xe đạp Nhật Bản đã được du nhập vào Việt Nam từ những năm 90 mấy, từ thời ví dụ như Hải Phòng thì từ thời các bác đi tàu Vosco. Thì cái dòng xe đạp Panasonic, hiệu Panasonic, thì cũng đã rất là quen thuộc với những cái người sử dụng xe đạp Nhật bãi tại Việt Nam và nói chung và Hải Phòng nói riêng. Thì trong video này mình sẽ làm một cái đoạn video ngắn đánh giá sơ qua về một chiếc xe đạp thể thao giá cũng khá là hợp lý, giá chỉ khoảng 3,8 triệu, gần 4 triệu thôi. Đấy, 3,8 triệu, gần 4 triệu. Là hiệu Panasonic đã qua sử dụng tại Nhật và được cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com nhập về để phục vụ các quý vị trong mùa hè năm nay. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera. Xin chào anh Nguyễn Thế Sự. Đổi camera để cùng quý vị ngắm chiếc xe. Vâng, như ở trong trong khung hình đây của chúng ta đang nhìn thấy, đó là chiếc xe đạp Panasonic dòng Touring, giá là gần 4 triệu đồng, được xe đạp Hải Phòng.com nhập về. Cái xe này ấy, là hiệu Panasonic. Đấy, nó có chữ là Easy Rider này, tức là dễ đi, đúng không? Dễ đi. Size của chiếc xe thì không quá cao, size này nó vào khoảng size 43 cho người cao từ 1m58 cho đến 1m70 là đi hợp lý, nhưng mà khoảng chuẩn nhất thì nó vào khoảng 1m66, 1m68, 1m65 là đi hợp lý nhất. Sườn, khung sườn thì là vẫn là khung sườn nhôm như mọi khi, rất là chắc chắn và cao cấp, nhẹ, khung sườn nhôm. Sơn của chiếc xe đạp Panasonic này thì mình đánh giá là còn rất đẹp, chỉ xước một chỗ tí xíu bằng cái đũa này, còn đầu sơn rất là nguyên bản, đẹp luôn, sơn rất đẹp. Sơn đẹp luôn. Đây, đằng trước càng thì hơi xước một tí. Xe thì dòng Touring như là được trang bị bánh 700 này, phanh V. Nói chung là cái cấu hình đây, có cái yên này hãng nguyên chữ Panasonic luôn. Đằng kia hơi rách chút nhưng mà không sao, vẫn dùng bình thường. Nói chung là dòng cái cấu hình xe mà thấp tiền gần 4 triệu này thì nói chung là cấu hình là vừa đủ dùng, không phải nói cao cấp lắm, nhưng mà không phải là không bền. Đấy, xe Panasonic thì các quý vị biết rồi, rất là ổn, đúng không? Nhưng mà cái này nó chỉ là dùng cho những người có nhu cầu di chuyển bình thường trong thành phố và không có nhu cầu đua bơi gì cả. Đấy, dùng đi làm hoặc đi học thì là hợp lý, đấy là hợp lý. Đấy, bên tay phải của chúng ta là có tay chuyển số này, 7 tốc độ này. Bên này thì không có tay chuyển bởi vì xe chỉ có trang bị một đĩa thôi. Chúng ta cùng nhìn bên phía này của xe. Đấy. Như các bạn thấy thì xe có trang bị một đĩa một tầng thôi. Và đằng sau thì có líp vặn 7 tầng cho xe có 7 tốc độ khác nhau. Bộ đề chuyển số của xe thì là bộ chuyển số là Shimano Tourlay, là một cái bộ chuyển số đầu cấp. Cấp đầu tiên của hãng Shimano dành cho xe đạp thể thao. Đấy. Bánh 700C và nhôm. Đi theo xe thì chúng ta đã có một bộ chắn bùn luôn. Chắn bùn nguyên theo xe. Hãng còn nguyên. Sơn thì mình đánh giá là con xe này là sơn là quá đẹp luôn. Gần như mới, hơn 90%, chỉ xước một tí thì đi chỗ này. Sơn nó quá cứng.
À, đi theo bài vành người dùng ở Nhật còn trang bị một cái lau mayer này. Cái này thường thấy từ thời xưa ấy, ở những cái xe mini nhập về ấy, hay có. Cái này mỗi khi bánh nó xoay ấy, thì mayer nó sẽ được làm sạch, gọi là cái lau mayer. Quá là thông dụng với những cái thời mà xưa sử dụng xe mini đấy. Đằng sau cũng có một cái lau mayer. Đằng sau cũng có lau mayer luôn. Cái này là nắp thêm, người Nhật người ta nắp thêm. Xe thì được trang bị nhôm là 6061 này, một dòng nhôm cao cấp rồi. Nước sơn nguyên bản. Easy Rider. Đấy, có dòng chữ là aluminum frame này, khung nhôm này. Hiệu Palasonic. Giá của chiếc xe bán tại xe đạp Hải Phòng.com này là 3 triệu 8. 3 triệu 800 nghìn. Quý vị muốn sở hữu chiếc xe và muốn biết là chế độ bảo hành và những cái quà tặng đi kèm mà khi mua chiếc xe tại cửa hàng, thì quý vị hãy liên hệ với số Zalo 0975 709 943 để chúng tôi có thể tư vấn quý vị một cách dễ dàng nhất. Ngoài ra chúng tôi còn cửa hàng chúng tôi còn nhập về rất là nhiều xe khác dòng dưới 4 triệu đấy, gần 4 triệu. Các cái giờ hãng như là Precision này, Mactech này, Palasonic này, rất là nhiều. Thì mình sẽ trong thời gian tới là mình sẽ làm những cái video review tiếp theo. Đó. Xin mời xin các quý vị và các bạn đón xem ở những cái video lần sau. Trong những video tới thì mình sẽ làm rất là nhiều video và review về những cái xe đạp thể thao mới về, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video lần sau. Xin chào các anh chị đang xem livestream trên Facebook của em. Em tạm thời đã đánh giá xong chiếc xe đạp thể thao giá rẻ gần 4 triệu đồng, giá là 3 triệu 8, hiệu Palasonic tại xe đạp Hải Phòng.com. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau.